ngọn lửa Hy Lạp, vũ khí hóa học bí ẩn. Vào khoảng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 12, đế quốc Hy Lạp dùng một chất bí ẩn để bắn vào địch thủ trong hải chiến. Loại chất lỏng này được bắn qua ống hoặc vòi, cháy trong nước và chỉ có thể bị dập tắt bởi giấm, cát và nước tiểu. Chúng ta vẫn chưa biết được loại vũ khí hóa học tên là Greek Fire này được làm từ chất liệu gì. Đế quốc Hy Lạp khư khư ôm giữ bí mật này, chỉ để một vài người nhất định biết được, và cuối cùng tri thức ấy đã hoàn toàn thất truyền. Hình ảnh từ một bản chép tay được rọi sáng Maris Skyline cho thấy ngọn lửa Hy Lạp được dùng để chống lại hạm đội phiến quân Thomas Tesla. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!